Cú xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là mình sẽ đến với một con ạc ở server 300 là gà Gunner nha. Thì nick này Cú vừa mới thu vào tối ngày hôm qua luôn. Rất là ngon, rất là xịn sò. Thì đây là một con nick level 50, chuẩn F cấp level 50 và thuộc server 300 nha các bạn. Ạc này thì liên kết zin, thì hiện tại là Cú cũng đang rao bán ở Zalo và Facebook. Nếu như bạn nào mà có nhã hứng muốn mua nick này ấy, thì nói chung giá ạc này thì nó sẽ cao hơn tầm trung một tí xíu, tại vì đây là một con F cấp khá là VIP nha các bạn. Thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú qua Zalo hoặc là số điện thoại thì mình sẽ báo giá cũng như là tư vấn cho mọi người dễ hơn về những con ạc khác nữa. Riêng về này Cú không có show lên full được, tức là Cú sẽ rao bán ở Zalo thường xuyên thôi, còn kênh thì chỉ để làm những cái video vui, lâu lâu thì mới show một vài con ạc lên cho các bạn xem thôi nhé. Thì bây giờ là mình sẽ tháo ra hết và mình sẽ mang lại đồ chuẩn cho các bạn nhé, để tránh tình trạng là các bạn hiểu nhầm là lực chiến như thế này mua về vài hôm thì nó tuột thì mất công lại toan phết đấy. Để mình mang full lại đã, xong rồi mình sẽ show cho mọi người xem nhé. Đây các bạn, lực chiến gốc ấy thì hiện tại là Cú đang sử dụng cho mình là Super Karaoke. Thành ra là lực chiến của chúng ta chỉ còn 331k thôi, nhưng mà lực chiến thật sự của nó nha mọi người, khi mà Cú di chuyển sang phi tiêu ấy là 337k. Thôi thì nói làm luôn để tránh tình trạng là các bạn lại bảo mình điêu nữa. Đây, khi chúng ta sử dụng mát lực chiến nick này là 338k thì đối với một con level 55-56 thì nó rất là bình thường, rất là tầm thường. Nhưng mà đối với một con level 50 ấy thì hiện tại nó cũng đã mát hết những cái tính năng ấy mọi người. Tức là nó mở mát hết những cái tính năng chứ không phải là Cú lên mát hết rồi nha mọi người, các bạn đừng có hiểu nhầm. Thì lực chiến ở level 50 chuẩn ép như thế này ấy các bạn thì nó rất là đẹp, giá thành của nó cũng khá là mềm, chỉ 4XXX nhỏ thôi. Thì nếu như mà bạn nào có nhã hứng thì các bạn liên hệ với Cú qua số điện thoại hoặc là Zalo giùm mình nhé. Thì bây giờ là Cú sẽ bắt đầu show full cho các bạn xem. Thì hiện tại nick này đã lên được một Venus cộng 7 và một cái Venus cộng 6 thì cũng đã được 13.000 điểm rồi các bạn. 13.400, coi như là chúng ta còn thiếu khoảng 3 cái Venus 5 nữa ấy, cũng khá là nhiều. Ở bên đây thì chúng ta đang xài một cái nhẫn thường là Thiên Vũ cộng 7 và một cái Hạnh Phúc cộng 7 nha các bạn. Ở bên túi thì chúng ta vẫn còn một cái Hạnh Phúc cộng 5 đã được 2.000 điểm rồi các bạn. Thì khi mà nó lên cộng 6 thì chắc sẽ đẹp hơn. Và nhẫn kim cương thì hiện tại là 1.000, nhẫn kim cương cộng 5 và cũng được 1.000 mấy điểm rồi các bạn, 1.001 điểm thôi. Cái này thì lâu lên 6 lắm nha. Bây giờ thì Cú sẽ hiện cái kính lên và cả cái nón luôn cho nó đẹp đây các bạn. Về phần vũ khí của nick này thì nói chung là cũng khá là ngon lành nha mọi người. Nó đang sử dụng cho mình là Super Phi Tiêu. Thì Super Phi Tiêu là một trong những vũ khí mà sở hữu điểm nhanh nhẹn cao nhất ở Ganymobi hiện tại. Thì khi mà các bạn sử dụng Phi Tiêu thì các bạn có thể đam được, đào được, và đặc biệt là các bạn có thể dành tên trước đối với những bạn mà ngang tầm chúng ta khi mà họ sử dụng những cái loại vũ khí khác nha mọi người. Về vũ khí nick này thì cũng khá là ok, khá là đầy đủ. Thì khi mà chúng ta có cả Super Karaoke còn 4 ngày thì Super Karaoke là do bạn chủ trước mới vừa lấy khoảng gần 1 tháng trước cho nên là chưa gia hạn nha. Ở đây thì chúng ta còn 40.000 xu khóa là các bạn dư sức để gia hạn Super Karaoke vĩnh viễn rồi. Gia hạn Super Karaoke thì chỉ tốn 15.000 xu khóa vĩnh viễn thôi nha các bạn. Và cũng chúng ta có cả Super Xe Hơi luôn. Thì Super Xe Hơi cũng là một trong những vũ khí mà Cú rất là thích khi mà nó giác vàng nha mọi người, nhìn nó rất là sang, rất là đẹp, và đặc biệt là dành cho những bạn F cấp nó rất là trâu bò, để khi mà các bạn chinh chiến ở giải siêu cấp hay là danh trại thì các bạn có thể sống lâu hơn để đào đối thủ. Và chúng ta có cả Super Lựu Đạn nè, Super Pháo nè. Thì nói chung là một con ạc chuẩn F cấp level 50 thì các bạn cầm vũ khí nào nó cũng đẹp hết á, thật sự mà nói luôn ấy. Và một số cái wow bình thường khác thôi các bạn. Còn về phần thời trang thì hiện tại chúng ta đang xài áo nón nè, và cả cái bông tai sắc sảo thì đều được mua ở shop Giờ Vàng. Thì shop Giờ Vàng sẽ mở vào 12 giờ thứ 6 hàng tuần nha các bạn. Thì nếu như mà bạn nào có cần tìm mua thì các bạn cứ đợi đến 12 giờ thứ 6 hàng tuần. Thì thường xuyên là như vậy, còn lâu lâu lỗi thì con gà nó sẽ thông báo cho mọi người sau. Về phần đạo cụ nick này thì hiện tại là đá giác vàng chúng ta còn mỗi loại là 2.003, áo và nón thì 2.002, 2.003, và giác vàng vũ khí thì chúng ta lên đến 3.000 viên rồi mọi người. Nói chung thì có cái nền như thế này thì các bạn cài ghép ảnh nè và cài danh trại như Cú chỉ ở những cái video trước ấy, thì nó sẽ giúp các bạn là duy trì giác vàng và sẽ tăng lên rất là nhiều.
Đây các bạn, phần thuộc tính thì hiện tại là 59% lên level 51. Thật sự mà riêng về suy nghĩ của cú ấy, lên level 51, 52, 53 thì vẫn làm những con 5X rất là chất và vẫn rất là mạnh. Nhưng mà riêng về bản thân cú thì cú sẽ thích level 50 hơn. Thành ra là khi có bạn nào sở hữu nick này nè thì mong các bạn hãy ao sảnh mỗi ngày giùm mình. Thì ở đây chúng ta còn 4 triệu F nữa. Là nếu như các bạn chịu ao sảnh mỗi ngày trước khi các bạn đi đấu ấy, thì nó sẽ duy trì cho mọi người được khoảng 2 năm, có thể là hơn 2 năm nữa mới lên 51 nha. Tại vì mình đã từng kết hợp với ông anh và cài một con 3X từ level 33 lên level 34 và ao trận mỗi ngày là cũng khoảng nửa năm nó mới lên một cấp. Mà chưa kể là lúc đó các bạn còn bị vào nhiều trận, nói chung rất là nhiều cái sự cố mà nó rất là lâu. Thành ra ở đây 4 triệu F ấy thì nó gấp 4 lần cái con đó luôn. Thành ra là việc mà các bạn duy trì được 1-2 năm là nó rất là bình thường cho những bạn chơi hợp lý nha. Và tiếp tục là phần quên nữa, chỉ số thì các bạn khỏi bàn cãi rồi ha. Level 50 như thế này thì khá là chất rồi. Lực chiến level 50 300k là nhìn đã xinh hẳn rồi các bạn. Và nói thật luôn, con này giá thành cú bán 40 nhỏ là nó rất là bèo. Còn nếu như mà bạn nào cảm thấy đắt nữa thì thôi, mình xin chịu tua luôn. Là nếu như mà cái con này mà các bạn chơi đắt là không con nào bên cú các bạn có thể hài lòng được, cú đảm bảo như thế luôn nha mọi người. Và đặc biệt thì nếu như mà bạn nào tìm những con nick ấy, 1XX, 1 triệu XX nhỏ hay là 2 triệu mấy, 3 triệu mấy, thì các bạn cứ liên hệ với cú qua Zalo để các bạn có thể tham khảo nhiều nick khác hơn. Và mình cũng sẽ tư vấn cho mọi người những con acc hợp lý với túi tiền của các bạn nha. Về phần ngọc thì nick này sở hữu cho mình một cái hạt nhân cam luôn các bạn. Và xuyên giáp, phong ấn và liên kích bảo kích miễn kháng thì đây là một bộ ngọc khá là hợp lý ở level 50. Xuyên giáp thì nó cũng sẽ có giá trị hơn so với những cái viên ngọc như là thần báo rồi nha mọi người. Về phần bet thì hiện tại là nick này khá là ok khi mà sở hữu cho mình là bet hu level max level 70 và cũng max đột phá 21k máu và còn dư 59 mảnh luôn nha các bạn. Và bet vượng hoàng thì cũng đã max level 70, ở đây thì bạn ấy chưa đột phá nha. Thì nếu như mà có nhiều vàng ấy thì video sau là cú sẽ đột phá 706 mảnh cho mọi người xem. Do là vàng chúng ta khá là hiếm, thì ở đây á là 706 mảnh á là các bạn sẽ tốn rất rất là nhiều vàng. Cho nên là mỗi ngày các bạn dành ra thời gian làm sự kiện thì các bạn cứ kích mỗi ngày một vài lần thì không mấy chốc nó cũng sẽ lên hết 706 mảnh. Thì hiện tại cú cũng chưa hình dung được là nó sẽ lên được đột phá level mấy. Tuy nhiên là rất là nhiều nha mọi người, có thể là gần mát luôn ấy. Thì do là cú hay di chuyển vũ khí lắm các bạn, cho nên là cú chưa có lên. Thì để cho những bạn nào sở hữu sau lên. Và đặc biệt là chúng ta đang có một con rồng level 63 nữa nha mọi người, thì cũng được xem là nick này gần 3 bet level 70 rồi, rất là chất. Bet rồng thì hiện tại á cũng đã đột phá được level 80 rồi. Ở đây thì chúng ta thiếu áo đầu bò, nhưng mà cú đang suy nghĩ nếu như mà bạn nào chơi sao ấy thì các bạn phan thất tỉnh con rồng đã, các bạn nuôi lên level 70 và các bạn sử dụng con rồng bé như thế này nè, giống như cái ạt táo idol vậy đó. Các bạn đi sảnh sẽ đánh lừa mọi người rất là vui. Thì để có dịp cú sẽ làm một cái video như thế này cho mọi người xem nhé. Đấy, tiếp tục là chòm sao. Thì nick này level 50 nhưng mà chòm sao thì cũng mát luôn rồi mọi người, rất là khỏe, các bạn không phải cài chòm sao nữa. Tiếp tục là đá chúc phúc thì nói chung ạc này khá là bèo bọt khi mà vũ khí level 9 nè, nón 9, áo 9 và trợ thủ level 8 thôi, thì nó cũng khá là thấp nhưng mà cũng không quá thấp nha mọi người. Và phần đá khảm thì hiện tại là để cứu xem là được bao nhiêu viên 12 rồi nhờ, 3, 6, 8, 10. Đã được 10 viên đá khảm 12 và chúng ta còn 5 viên đá khảm 11 nha. Thì ở bên túi là chúng ta cũng có được 2 viên đỏ 11 nè, 1 viên xanh 11 nè và 1 viên đá vàng 11. Thì nếu như bạn nào có điều kiện múc con này 4XX sau đó thì tống thêm 5 củ vào nữa thì các bạn sẽ tăng lên một mớ lực chiến rất là đáng gờm. Tuy nhiên theo như cú nghĩ thì đối với những con acc tầm trung minh cú thì các bạn nên mua về và chơi nạp xương xương một vài trăm thôi. Nếu như chán thì các bạn có thể bán lại cũng không bị lỗ quá nhiều, nhiều khi còn lãi nữa các bạn. Chứ các bạn đừng nạp vào nha mọi người, nạp quá nhiều, tức là các bạn vẫn nạp với những cái móc nhỏ thôi. Còn các bạn nếu như mà bạn nào có điều kiện đại gia thì mình sẽ không bàn tới việc đó. Còn đối với những bạn ở quê như cú hay là làm công nhân thì nạp 2 triệu 5 triệu là quá nhiều so với mức lương của mình làm được. Thành ra là các bạn nên cân nhắc, như đừng có ham hố quá nha mọi người. Tiếp tục là phần kết hôn. Kết hôn thì hiện tại là max level 70 luôn các bạn. Và acc vợ của acc này cũng khá là đẳng cấp, đúng là gồ thật mọi người, 359k. Rồi cuộc chiến hôn nhân
Tiếp tục là phần thần khí nha. Thần khí ạc này thì quá ngon luôn, 6.9. Hiện tại thì được 9.000 hai khí, thì chúng ta đợi sự kiện chúng ta sẽ sử dụng nha. Thì các bạn cố gắng cài lên bậc 7 là đảm bảo với mọi người bung nóc. Thần thủ của chúng ta sẽ tăng lên là 300 điểm và hộ giáp sẽ tăng 180 điểm, rất là nhiều lực chiến nữa sẽ còn tăng ở nick này. Và tiếp theo là vật tổ. Vật tổ nick này thì hiện tại cũng vẫn chưa full, là chúng ta vẫn còn cái để lên lực chiến nhiều nha. Và nếu như ạc này rơi vào tay của những bạn mà thật sự là Dubai có điều kiện thì nó sẽ còn tăng lực chiến rất là nhiều nha mọi người. Tuy nhiên thì ở cái mức level 50 lực chiến như thế này là rất là bá đạo và rất là xịn sò rồi. Và tiếp tục là vật tổ công 27, vật tổ thủ 27 và vật tổ may mắn là 28 nha mọi người. Thám hiểm lục địa thì cái này là max level 50 rồi. Tiếp tục là phần thành ngôi sao. Thành ngôi sao này thì cú không biết nhìn, cú sẽ tổng điểm cho mọi người nhìn thôi. Đây, tổng điểm của nó là 1052, hộ giáp là 572 và nhanh nhẹn là 992. Thì nói chung là cũng khá là, theo như cú nhận thấy thì cũng khá là thấp thôi. Thì bây giờ là cú cũng đã show full hit hết rồi hả mọi người. Thì nếu như mà bạn nào yêu thích con ạc này hoặc là cần tìm những con ạc khác thì các bạn cũng có thể liên hệ Zalo để mình tư vấn hơn. Thì cú trước khi kết thúc video thì cú cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Dạo gần đây nói chung là các bạn ủng hộ mình rất là nhiều, hầu như về ạc nào hay là rao ạc nào thì các bạn đều lấy hết. Và hiện tại đang trái chỉ còn một vài con thôi, cho nên là các bạn tranh thủ. Thì hôm nay là thứ tư cũng có móc nạp các kiểu. Thì nếu như mà bạn nào nạp từ ít đến nhỏ ấy mà không tự nạp được, các bạn cần nạp hộ thì các bạn liên hệ với cú nhé. Thì cú xin chào các bạn và hẹn mọi người ở video sau. Và chúc các bạn có một ngày chơi game vui vẻ nhé. Thì bây giờ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hẹn các bạn ở video sau nhé.